một căn bệnh tiến triển âm thầm nhưng lại gây nhiều hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe. Một căn bệnh đã và đang trở thành vấn đề thời sự bởi tỷ lệ người mắc trong cộng đồng ngày một gia tăng. Đó là căn bệnh tăng huyết áp, căn bệnh được mệnh danh là kẻ giết người thầm lặng bởi sự tiến triển âm thầm của nó trong nhiều năm nhưng lại không có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng, dẫn đến việc phát hiện bệnh muộn làm gia tăng các biến chứng và tỷ lệ tử vong do tim mạch. Một trong những hậu quả của việc kiểm soát tăng huyết áp không tốt là suy tim. Đây là biến chứng thường gặp của tăng huyết áp lâu dài, có thể làm suy giảm chất lượng cuộc sống và đe dọa tới tính mạng của người bệnh. Tăng huyết áp hay còn gọi là cao huyết áp là tình trạng gia tăng áp lực liên tục của máu lên thành động mạch. Đây là một trong những bệnh lý tim mạch phổ biến nhất trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Theo báo cáo tháng 5 năm 2016 của Hội Tim Mạch Học Việt Nam, có đến 13 triệu người bị tăng huyết áp, tức là cứ 4 người trưởng thành thì có 1 người bị tăng huyết áp. Nguy hiểm là thế, nhưng căn bệnh này lại diễn biến âm thầm và không có triệu chứng. Một số người có thể gặp phải các biểu hiện như khó thở, đau tức ngực, hồi hộp, choáng váng, nhức đầu, mất ngủ, nhưng chúng thường dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Tại Việt Nam, đa số người bị tăng huyết áp không biết mình bị bệnh, hoặc biết bệnh nhưng không điều trị, hoặc điều trị nhưng thất thường và không đúng cách. Như vậy, có thể thấy rõ thực trạng về tăng huyết áp và kiểm soát tăng huyết áp tại nước ta chưa được chú trọng bởi người bệnh thường chủ quan hay thiếu sự hiểu biết về bệnh. Các chuyên gia tim mạch cho biết, nếu kiểm soát huyết áp không tốt, người bệnh có thể bị suy tim sau từ 3 đến 5 năm mắc bệnh. Ngày nào cũng phải uống đều đúng giờ chị nhé. Buổi sáng chị cứ thường uống vào 8 giờ đi. Suy tim do tăng huyết áp là một quá trình âm thầm diễn ra trong nhiều năm và hầu hết người bệnh đều không nhận ra sự tiến triển của bệnh. Đây chính là sự thầm lặng chết người của tăng huyết áp đối với cả thầy thuốc lẫn bệnh nhân. Ở giai đoạn đầu, huyết áp cao làm cho tim bơm máu khó khăn hơn. Cơ tim phải làm việc nhiều hơn để thắng sức cản trong lòng mạch. Tình trạng này tái diễn lâu ngày sẽ khiến cơ tim phát triển dày lên và làm thay đổi cấu trúc tim, kết hợp với sự dày lên của thành mạch do bệnh tăng huyết áp gây ra, làm giảm tính đàn hồi của mạch máu và khả năng tích tụ cholesterol tại động mạch vành. Từ đó gây ra hàng loạt rối loạn liên quan đến chức năng tim và hệ thống dẫn truyền của tim. Tăng huyết áp là căn bệnh diễn biến âm thầm nên không phải ai cũng có thể nhận biết và điều trị sớm. Ông Nguyễn Thái Đào ở Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội, một người bệnh tăng huyết áp lâu năm, hiểu rất rõ về điều này. Những trận ho dai dẳng kéo dài xuất hiện liên tục từ nhiều năm về trước, nhưng tại thời điểm đó, ông chưa bao giờ nghĩ rằng mình có bệnh. Cho đến sau này đi khám, ông mới hay mình đã bị suy tim do tăng huyết áp lâu ngày không được chữa trị. Năm 1999 tôi nghỉ hưu, thì về nghỉ hưu rồi ấy, vẫn tiếp tục tham gia công tác ở địa phương.
đến năm 2007, 2008 đấy, thì tôi bị một cái trận nó ho ghê quá. Nghĩa là nằm nghiêng khó, nằm ngửa cũng khó, phải ngồi dậy mới thở được. Ngủ cũng khó là vì nằm không thở được. Ăn ý không ngon, ăn chẳng thấy cái gì là ngon cả. Huyết áp thường là 150, 160, có lúc lên 190. Sau đó tôi mới quyết định đi khám ở Việt Xô. Thì ta phát hiện ra như vậy là phế quản, viêm phế quản nặng, cộng với suy tim nữa. Tiêm một ngày 3 lọ kháng sinh, liền một tuần. Thế còn cái suy tim ấy nó là cái lâu dài, nó không thể nào cắt hẳn được. Đấy, cho nên phải dùng thuốc lâu dài. Thế từ ngày đó khám ở Việt Xô xong nhé, thì cứ định kỳ là tôi sang khám, người ta hẹn mà, thì sang khám và lấy thuốc. Khi đã xuất hiện các triệu chứng của suy tim, cũng là lúc chức năng tim đã bị suy giảm đáng kể. Lúc này người bệnh cần kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp trong điều trị, đó là dùng thuốc đúng chỉ định, ăn uống lành mạnh và thay đổi lối sống theo hướng tích cực. Nếu áp dụng phác đồ điều trị đúng ngay từ những giai đoạn đầu, chức năng tim vẫn có khả năng hồi phục và suy tim có thể thoái lui. Điều quan trọng là người bệnh cần nhận biết sớm được tầm quan trọng của việc điều trị và phòng ngừa sớm suy tim do tăng huyết áp. Trường hợp của ông Đào là một minh chứng điển hình. Những tưởng cuộc sống từ đây là những ngày dài mệt mỏi vì suy tim do tăng huyết áp. Nhưng nhờ sự kiên trì, tuân thủ điều trị và tìm hiểu sử dụng thêm những giải pháp hỗ trợ tốt cho tim mạch, sức khỏe của ông đã được cải thiện rõ rệt. Quá trình đọc sách báo này tôi phát hiện ra là còn có một cái loại thực phẩm chức năng là ích trong khang, trợ lực cho cái người bị bệnh tim. Thì sau khi dùng thuốc và dùng ích trong khang ấy, thì thấy rằng tinh thần nó sảng khái, không có ho gì cả. Tối nằm bên nào ngủ một giấc, ngon lành, ăn uống ngon, ăn uống ngon. Thì sáng thì ra đi tập thể dục với các cụ thì tôi gọi dưỡng sinh kinh lạc. Cho nên rằng cái thuốc ấy của bệnh viện là bây giờ tôi cứ giữ một cái định kỳ là sang khám. Hai là ích tâm khang thì là dùng thường xuyên. Mà từ đó nó cái huyết áp của mình bây giờ nó giảm. Hôm vừa rồi sang khám kiểm tra thì là huyết áp 127/70. Bác sĩ bảo huyết áp của bác thế này tốt rồi. Thuốc bệnh viện cộng với cái ích tâm khang nó làm cho mình cải thiện về mặt bệnh tật, đêm ngủ ngon giấc, không nào. Hai, ăn được. Thứ ba là trí nhớ tốt. Đấy. Nhiều người đến đây nói chuyện với tôi, nhiều giáo viên đến chơi với tôi mà tôi nói mà bảo em chịu hành. Giờ đây ông Đào đã có thể tự tay chăm sóc vườn cây cùng những chú chim cảnh. Tuy chỉ là những việc đơn giản, nhưng với ông, đó là công việc rất ý nghĩa với tuổi già. Vì khi bị bệnh, ông chưa bao giờ dám ao ước làm những công việc đó. Cũng giống như ông Đào, đã có không ít người bệnh tăng huyết áp vì chủ quan trong điều trị mà phải đối mặt với những hậu quả nặng nề do tăng huyết áp gây ra. Những chia sẻ của các chuyên gia tim mạch dưới đây sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn những nguy hiểm từ tăng huyết áp cũng như cách phòng tránh rủi ro và điều trị bệnh hiệu quả căn bệnh này. Chảy máu não rồi thì là nhồi máu cơ tim để rồi thì suy tim nó sẽ chậm phát triển. Xin chào quý vị các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tôi nghĩ rằng là ít nhất trong số chúng ta ai cũng có thể biết được ít nhất một người là người thân hay là bạn bè của mình từng biết là đang mắc phải căn bệnh tăng huyết áp. Tôi nói điều này để chúng ta hình dung một cách dễ hiểu rằng tăng huyết áp đang trở thành mối lo ngại và gánh nặng rất lớn cho cộng đồng khi mà tỷ lệ mắc các căn bệnh này đang có xu hướng ngày càng phổ biến hơn. Và theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì đã có khoảng 1,5 tỷ người trên thế giới bị tăng huyết áp. Tăng huyết áp là kẻ giết người thầm lặng. Trong báo cáo về sức khỏe hàng năm của WHO năm 2002 đã nhấn mạnh rằng tăng huyết áp là kẻ giết người số 1.
Và năm 2008 thì người ta ước tính là có khoảng 17,5 triệu người trên thế giới bị tử vong do tăng huyết áp và các biến chứng tim mạch. Theo một điều tra tại Hoa Kỳ năm 2006 cho thấy có 56.561 người Mỹ bị tử vong vì tăng huyết áp. Chi phí trực tiếp hoặc là gián tiếp cho điều trị, chăm sóc bệnh nhân tăng huyết áp hàng năm tới trên 259 tỷ đô la Mỹ. Và chỉ từng đó con số cũng đủ để cho chúng ta thấy rằng sự nguy hiểm của căn bệnh này như thế nào đối với sức khỏe và kinh tế của nhân loại. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi có mời tới trường quay hai chuyên gia y tế là giáo sư Phạm Gia Khải và bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Quang Đạt để cùng trao đổi và chia sẻ với quý vị khán giả những vấn đề xung quanh căn bệnh tăng huyết áp. Và xin chào giáo sư Khải và bác sĩ Đạt đã tới tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin được hỏi giáo sư Khải, đó là tăng huyết áp thì hiện nay được ví như là kẻ giết người thầm lặng bởi bệnh thường tiến triển một cách âm thầm, và nếu như mà không được phát hiện và điều trị sớm cộng với việc là người bệnh thường xuyên chủ quan không tuân thủ việc điều trị có thể dẫn tới rất nhiều những biến chứng nguy hiểm, thậm chí là đe dọa tới cả tính mạng. Vậy xin giáo sư cho biết là những hậu quả nào có thể xảy ra đối với người bệnh bị tăng huyết áp nếu như không kiểm soát tốt bệnh tật? Vâng, qua thống kê của toàn bộ các bệnh viện ở nước ta mà Bộ Y tế đã tiến hành năm 2013 thì thấy rằng là ở một số nơi, thí dụ như là đồng bằng Bắc Bộ, thí dụ như là ở Tây Nguyên hay là ở đồng bằng Nam Bộ, thì các bệnh tim mạch chiếm hàng đầu, và trong đó tăng huyết áp, chảy máu não, nhồi máu cơ tim. Thì thế thế này, thì tại sao gọi là kẻ giết người thầm lặng? Đại đa số những người bệnh mà chúng tôi đã tiếp xúc vào, thì họ không hề biết họ bị tăng huyết áp. Chỉ biết khi nào đã bị biến chứng rồi, ta gọi là bệnh suốt. Và có một số người là tử vong, ta gọi là tử suốt. Thì bệnh suốt tăng huyết áp gồm có những gì? Gồm có tai biến mạch não, tức là liệt nửa người. Gồm có bệnh về tim và bệnh về chi dưới đi cà nhắc bởi vì một cái nhánh động mạch hoặc là nhiều những động mạch nó bị tắc lại. Đấy. Thế rồi thì là thận bị suy, rồi thì là bị tăng huyết áp như thế. Thì chúng ta gọi là bệnh suốt, nó tăng lên. Và tử suốt thì có khi chỉ chảy máu não một lần thì chết, hoặc là nằm lâu rồi là bị bội nhiễm chết. Thì bệnh suất tự suất tăng lên như vậy ở những người mà đại đa số là không biết mình có bệnh tăng huyết áp. Thì thế nào gọi là tăng huyết áp? Thì thật ra thì con số đó thường thường qua cái thăm khám của chúng tôi ở cộng đồng thì từ 140 huyết áp tâm thu trở lên, hoặc là tối đa đó vậy, và 90 trở lên là tối thiểu. Nhưng mà bởi vì dân ta sống lâu hơn, trên khoảng 6% những người mà trên 55 tuổi thì có cái tăng huyết áp tâm thu đơn độc, tức là tâm thu thì cao, tâm trương thì lại không cao như vậy. Ví dụ tâm thu với tâm trương bình thường là tâm thu là chia đôi cộng vào 10 20 là tâm trương. Ví dụ 140 thì chia đôi cộng 10 20 thì là khoảng 90. Nhưng có người thì 140 nhưng dưới thì lại từ 70 60 thôi. Thì ta gọi là tăng huyết tâm thu đơn độc. Thì tăng huyết tâm thu đơn độc rất nguy hiểm bởi vì chứng tỏ rằng cái động mạch cứng rồi phải to nó bị cứng rồi. Cho nên là máu lưu thông tới các cơ quan tương ứng nó sẽ ít đi và dễ bị thiếu máu các cơ quan đó và dễ bị chết. Do đó chúng ta tăng huyết áp tâm thu tâm trương đều nguy hiểm cả. Tăng huyết áp tâm thu đơn độc cũng nguy hiểm. Cho nên là con huyết áp tâm thu đó là con số đầu tiên chúng ta cần phải biết. Thế tại sao lấy con số 140? Thực ra con số đó có tính chất là thống kê thôi. Vì có người chỉ 150 đã chảy máu ở cùng mạc rồi. Có người 180 chưa sao cả. Nhưng mà thì chúng ta đứng về mặt gọi là phòng bệnh cho tốt thì lấy con số 140. Nhưng phải hỏi kỹ bệnh nhân là 100 bao nhiêu trở lên thấy là khó chịu. Đó. Thì chúng ta khi có thấy huyết áp cao hơn bình thường đó thì về nguyên tắc chúng ta phải điều trị. Điều trị có hai cách, điều trị thuốc và trị không dùng thuốc. Nhưng bao giờ cũng phải song song hai cái. Thì huyết áp người ta chia loại 1, loại 2, loại 3. Loại 1 từ 140 cho đến 159. Thì nếu loại 1 không thôi mà chế độ sinh hoạt trong vòng 3 tháng mà tốt thì được rồi, không sao. Sinh hoạt tốt tức là gì? Tức là ăn bớt mặn đi, ăn bớt thịt đi, ăn bớt các cái loại carbohydrate đi, tức là đường ấy, bớt đi. Và sinh hoạt vừa phải, không uống rượu, tốt thì không sao. Nhưng mà đa số các trường hợp thì chúng ta cần phải dùng thuốc. Tức là loại 2 trở lên, tức là 160 trở lên, huyết áp tâm thu. Hoặc là huyết áp tâm trương thì mãi 3 tháng rồi mà không thôi gì cả. Thì ta vẫn dùng loại có thuốc.
thì thuốc chúng ta biết là thuốc tác động lên trên hệ thống giao cảm, hay tác động lên trên mũi giữa mũi, để tác động lên trên cái hoạt động về thần kinh trung ương. Thế thì tất cả các thuốc đã quy định rồi. Đấy, thì chúng ta cần phải dùng, người nào thì dùng thuốc nào, người nào thì dùng thuốc khác. Thì cái số thuốc đó nó là phụ thuộc vào từng người một, từng đối tượng một, chứ không phải ai nhà. Nhưng mà về nguyên tắc phải dùng thuốc lâu dài, tôi không nói suốt đời. Tại sao không suốt đời? Bởi vì cơ thể chúng ta lúc này khác, về sau nó lại khác. Cho nên là có khi là chúng ta lại dùng thuốc này tốt, khi khác lại dùng thuốc khác tốt. Đấy. Thế cho nên là chúng ta có thể coi những người thầy thuốc mà chữa bệnh tăng huyết áp như ông thầy địa lý mà tìm cái nguồn nước ấy vậy. Nên phải chọc chọc thử xem. Đấy. Thì chúng ta, tôi xin nhắc lại, dùng lâu dài, chưa chắc đã là dùng suốt đời các một loại thuốc, nhưng mà dùng lâu dài một số thuốc và lại có thay đổi khi cần thiết. Và với cái cách như vậy là kết hợp thuốc và không thuốc, thì mặc dù huyết áp có thể cao nhưng chúng ta hạ xuống thấp xuống không được, và chúng ta có thể kéo dài cuộc sống và bệnh suất và tử suất phản đi. Ở các nước công nghiệp phát triển thì tỷ lệ tăng huyết áp cao lắm, có thể tiến lên 1/3 dân số còn cao hơn nữa. Thế nhưng mà cái tử suất và bệnh suất bây giờ kém đi nhiều, từ năm 70 trở đi của thế hệ trước thì ít đi, là bởi vì họ có phương pháp phòng bệnh tốt. Chúng ta cũng thể làm như vậy được. Chúng ta có chương trình tăng huyết áp rồi thì chúng ta có thể tiến hành được. Vậy thì giáo sư có thể nói rõ hơn một chút về quá trình tiến triển từ tăng huyết áp đến suy tim là như thế nào? Tăng huyết áp là chúng ta biết là trong cơ chế sinh bệnh đó là các mạch máu chúng ta co lại bởi vì các nội mô, tức là cái yếu tố cái lớp giải đều mặt trong các mạch máu ấy, và các cơ quan ấy, nó bị co lại cho thiếu, cho cái thành phần thừa, cái thành phần nó ta gọi là co mạch, co lại nhiều như vậy thì làm cho sức cản đối với cơ tim tăng lên, và cơ tim phải thắng cái sức cản đó, thắng lâu dài thì nó tim dày, nên lâu dài nữa thì nó giãn ra, lúc đó bắt đầu suy tim. Vậy thì tăng huyết áp đấy, chúng ta thấy rằng cơ tim dày là báo trước có thể sẽ giãn ra, thì chúng ta đừng đợi đến khi dày, khi tăng huyết áp chúng ta phải cho thuốc ngay rồi thì chúng ta có thể ngừa được cái suy tim đó. Và xin cảm ơn giáo sư. Và thưa quý vị, các biến chứng gây ra bởi tăng huyết áp cũng rất cao, như là tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy tim. Thế nhưng chỉ có một số ít bệnh nhân tăng huyết áp là có một vài triệu chứng cơ năng gợi ý cho họ đi khám bệnh, ví dụ như là đau đầu, chóng mặt, cảm giác ruồi bay, mặt đỏ bừng hay là ù tai. Đa số bệnh nhân bị tăng huyết áp lại thường không có các dấu hiệu cảnh báo trước. Nhiều khi lúc thấy có triệu chứng đau đầu xuất hiện thì tiếp ngay sau đó cũng là kết thúc cuộc đời của họ do đã bị xuất huyết não nặng nề. Mặt khác, tuyệt đại bộ phận khoảng 90% bệnh nhân bị tăng huyết áp là không rõ nguyên nhân, còn gọi là tăng huyết áp nguyên phát. Chỉ một số nhỏ bệnh nhân khoảng dưới 10% bị tăng huyết áp có tìm được nguyên nhân, tức là do hậu quả của một số bệnh lý khác. Và câu hỏi tiếp theo chúng tôi muốn dành cho giáo sư Khải. Thưa giáo sư, là suy tim do tăng huyết áp là một biến chứng nghiêm trọng nhưng ít được người bệnh chú ý đến, bởi đây là một quá trình diễn tiến âm thầm trong nhiều năm và làm thay đổi cấu trúc tim. Và nhiều người thì không thể nhận ra bất kỳ một thay đổi nào trong quá trình phát triển của bệnh. Vậy thì bệnh tăng huyết áp cần phải điều trị ra sao và làm thế nào để ngăn ngừa suy tim do tăng huyết áp, thưa giáo sư? Tôi thấy một cách rất thực tế là phải đo huyết áp đều đều. Những người còn trẻ tuổi thì có thể một năm đo 1-2 lần. Nhưng mà trung niên trở lên, thí dụ 40 tuổi trở lên vậy, thì một năm ít nhất là 3 lần. Thế. Và khi nào thấy huyết áp lên, tăng lên 140 đối với tâm thu và 90 đối với tâm trương, hoặc là chỉ một trong hai cái cao lên thôi, không cần là cả tâm thu cả tâm trương cao lên, thì chúng ta phải điều trị có cách là không dùng thuốc và cách dùng thuốc, nhưng mà thường thường là phải phối hợp hai thứ thuốc với nhau. Vì lý thuyết mà nói thì thấy là nếu chỉ tăng huyết áp loại 1 thôi, tức là 140 đến 159, thì chúng ta chỉ dùng cách điều trị ta gọi là không dùng thuốc. Nhưng mà còn từ 160 trở lên thì là dùng thuốc. Nhưng mà rất khó, vì nếu chúng ta lấy cái đo huyết áp trong 24 giờ thì thấy rằng trong ngày có những lúc nó không phải 159 đâu, nó trên 160. Do đó theo tôi nghĩ, khi huyết áp đã tăng lên tới mức hơn bình thường rồi thì chúng ta phải dùng thuốc ngay. Thì và kết hợp với cái cách không dùng thuốc, chứ không phải chỉ không dùng thuốc là cái đơn thuần đâu. Thế thì chúng ta dùng như thế thì có lợi gì? Chúng ta biết rằng tăng huyết áp ấy, tức là các mạch nó co lại. Mạch co lại bởi vì cái nội mô, tức là cái lớp bọc trong của cái mạch máu ấy, nó bị co lại do cái yếu tố là endothelin nó phát triển. Nó co lại nhiều như thế thì cơ tim phải chống lại cái mạch máu co lại như thế, cho cơ tim phải gắng sức ít
thì không sao, càng nhiều thì cơ tim dày lên, đến lúc nào đó thì cơ tim giãn ra thì lúc đó suy tim. Nhưng đợi đến lúc nó muộn quá vậy thì khi nào huyết áp bắt đầu tăng, bắt đầu cho chúng ta điều trị ngay rồi. Thì điều trị kéo dài như vậy thì chúng ta có thể kéo dài cuộc sống. Cái bệnh sốt tức là các tai biến như là, chảy máu não rồi thì là nhồi máu cơ tim rồi suy tim, nó sẽ chậm phát triển. Và tử sốt tức là chảy máu do các nguyên nhân đó, chảy máu não do nguyên nhân đó, suy tim do nguyên nhân đó cũng không có nữa. Cho nên chúng ta có thể kéo dài cuộc sống ra và mặc dù chúng ta phải sống chung với đại huyết áp cao. Vâng, đó là những can thiệp từ Tây y. Thế còn đối với Đông y thì thưa bác sĩ Đạt, là có những thảo dược nào có thể giúp làm chậm và ngăn ngừa tiến triển tăng huyết áp, tiến triển thành suy tim? Vâng, ở trong y học cổ truyền hay trong Đông y thì các cái thảo dược mà làm giảm các cái bệnh lý về huyết áp hay suy tim thì có rất nhiều. Nhưng mà cái bản chất của hai cái bệnh này nó cũng hết sức mơ hồ. Tăng huyết áp là cái danh từ hoàn toàn của y học hiện đại. Người ta như giáo sư Khải nói là đo huyết áp biết nó là 140 trên 70 hay 80 mm thủy ngân là biết là cái bình thường. Thế còn Đông y thì không có cái máy đo vì nó cách đây mấy nghìn năm rồi. Và người ta gọi chung cái chứng tăng huyết áp với gọi là huyễn vựng, là cái chứng mà đầu choáng mắt hoa này, yếu trong người này, bắt đầu có cái phù vân vân. Có rất nhiều các cái vị thuốc khác mà trong dân dã người ta cũng hay sử dụng. Đơn giản như cái hoa đại chẳng hạn, đã biết là cái lá đại, cái hoa đại là có thể giảm được. Cái hoa hòe chẳng hạn là người ta biết là có rutin trong, uống vào là nó là hạ huyết áp. Hay là cái cao ba chạc chẳng hạn là người ta dùng là uống hạ huyết áp. Hoặc là cái dừa cạn chẳng hạn là uống vào là hạ huyết áp. Và đặc biệt là có một số các cái thảo dược mà người ta tinh chất, nó lấy các cái tinh chất để mà đưa vào thành cái sản phẩm thông thường có thể sử dụng được, kết hợp với các cái thuốc hạ áp khác theo các bác sĩ chuyên khoa về nội khám cho người, cái người mà có tăng huyết áp. Cái thảo dược ấy thì nó gồm có cái chữ vàng đằng, làm cái thảo dược rất là có nhiều ở Việt Nam chúng ta. Vị thì đắng, tính thì bình, vào các cái kinh tỳ, kinh can, và có cái tác dụng chủ yếu là thanh nhiệt táo thấp, có tác dụng làm giảm các cái vi tiểu động mạch, làm giảm cái hạ mỡ vân vân. Thế thì được ứng dụng đấy, là có một cái vị là vị vàng đằng. Cái vị thuốc thảo dược thứ hai, cái vàng đằng ấy ta chiết xuất thành các cái dạng hóa chất, thành cái dạng dạng chất để có thể là đưa vào thành cái công thức. Hai cái thứ hai là một cái vị đan sâm. Thì đan sâm có nhiều tên, nó còn gọi là xích thâm. Xích là cái màu đỏ sâm, thì cái vỏ ngoài nó đỏ ối lên, hay là tử sâm, tử nó hơi tím tím gọi là, thì cái này chúng ta phải nhập của Trung Quốc, và hiện nay thì cũng đã được trồng ở Tam Đảo và một số tỉnh thành ở miền Bắc là có thể dùng được. Thế thì cái vị đan sâm thì nó có từ lâu đời, và có từ cái sách cách đây hơn 2000 năm là cái Từ Nông Bản Thảo, là cái sách cổ nhất của y học cổ truyền phương Đông. Thế thì trong ấy thì người ta gì biết là cái vị thuốc này có thể dùng nó để làm chữa các cái máu bầm, máu tụ, và làm cho nó hoạt huyết, làm cho trong các cái trường hợp mà có đau, có nhức, có xuất huyết, rồi có cái rối loạn về kinh nguyệt vân vân, và kết hợp với các cái thuốc bổ cái khí bổ huyết khác để làm thành các bài thuốc. Hai cái vị thuốc là đan sâm và cái vàng đằng, kết hợp thêm với một số cái khác như là cái cao natro, là cái cao của cái đậu tương lên men ủ lên theo cái phương pháp của Nhật Bản, và một cái cao nữa, một cái chất nữa là cái L-carnitine, là một cái chất mà có tác dụng làm đưa các cái năng lượng, và cơ thể chúng ta có thể hấp thu được cái năng lượng từ các cái mỡ và chuyển cái năng lượng này nó đến cho cái tim, nó cung cấp năng lượng cho tim. Thế thì bốn cái thành phần như tôi vừa nói, cao natro này, đan sâm này, vàng đằng và cái carnitine, là thành một cái thực phẩm chức năng, và đặt tên nó là cái Ích Tâm Khang của công ty Đông Tây đã nghiên cứu thành công. Và cái thực phẩm này thì cũng đã được phép của Bộ Y tế cho phép là bán trên toàn quốc, bởi lý do là nó hỗ trợ tốt cho những cái người mà có cái bệnh lý thuộc về bệnh tim mạch. Và cái công trình mà để mà cho phép cái sản phẩm này được lưu hành ấy, thì đã trải qua các cái thử nghiệm, và mà cái thử nghiệm rất dài hơi là thực hiện tại Quân viện 108, mà do cái nhóm cái tác giả do Phó Giáo sư Vũ Điện Biên này,
Phạm Nguyên Sơn, Lê Duy Thành và cộng sự thì đã làm rất dài hơi trong hai cái năm, năm từ năm 2012. Thế thì trong hai năm ấy, thì làm được trên 60 bệnh nhân, và cái công trình là làm cho các cái bệnh nhân mà đã điều trị nội trú đấy. Thì các tác giả chia nó thành hai cái lô, một cái lô có 30 bệnh nhân và một cái lô là mỗi lô có 30 bệnh nhân. Và cả hai lô này thì đều được điều trị vào một tháng đầu tiên là bằng các cái thuốc điều trị theo cái phác đồ của tim mạch. Thế sau cái tháng thứ hai, thứ ba rồi đi thì một nửa là điều trị kết hợp thêm cái thực phẩm chức năng ích tâm khang, một cái nhóm khác là nguyên. Thì các tác giả cho biết là nó cải thiện rất nhiều ở cái nhóm mà có cái sử dụng cái ích tâm khang. Và chính vì những cái này thì Bộ Y tế cho phép là được lưu hành toàn quốc. Và đồng thời thì cái sản phẩm này cũng được vinh danh trong cái top 100 cái sản phẩm mà trẻ em phụ nữ tiêu dùng. Và cái năm 2014 thì cái sản phẩm này hay là cái công trình này thì cũng đã được báo ghi kết ở báo Thế giới ở Canada ấy. Tức là một cái tờ báo có tiếng của cái tạp chí khoa học, tên nó là cái Journal of National Diabetes tại Canada, là công bố cái thực phẩm này và có thể sử dụng được cho những cái người mà có các bệnh lý về tim mạch. Và như vậy là có rất nhiều những thảo dược có giá trị tốt trong việc là phòng ngừa, ngăn chặn căn bệnh tăng huyết áp tiến triển thành suy tim, đúng không ạ? Và một câu hỏi cuối cùng chắc cũng là băn khoăn của rất nhiều những bệnh nhân tăng huyết áp, đó là trong trường hợp điều trị tốt và trong trường hợp không được điều trị tốt thì mất bao nhiêu năm căn bệnh tăng huyết áp có thể tiến triển thành suy tim? Câu hỏi này xin được dành cho giáo sư Khải ạ. Vâng, cái sức đề kháng của mỗi cá nhân nó một khác, cho nên không thể nói rằng là cái dứt khoát sau mấy năm thì có suy tim, 60 năm thì chết, 60 năm thì bị các cái tai biến. Nhưng mà cái càng nhiều nguy cơ bao nhiêu thì cái khả năng bị bệnh suốt và tử suốt nó cao bấy nhiêu, chứ không thể nói trước được. Nhưng mà theo thông thường chúng tôi nhận xét thấy ấy, thì từ khi bắt đầu tăng huyết áp mà điều trị không tốt cho nên khi chết thì từ khoảng độ 5 năm. Thế còn nếu mà điều trị tốt hơn thì có thể kéo dài hơn. Nhưng đấy là 5 năm thông thường thôi, nhưng còn lắm người thì nhanh hơn, có người lại chậm hơn. Vâng. Bởi vì có lúc người ta đời điều trị tốt, thí dụ như là người ta không điều trị thuốc nhưng người ta lại đời sống sinh hoạt khá hơn, ít yếu tố nguy cơ hơn, ít uống rượu, ít ăn mặn hơn thì lại khá hơn. Thế nhưng mà còn nhiều điều kiện nó xấu, kéo dài thì nó xấu hơn. Nhưng mà tôi nhận xét này, những người mà có một đời sống mà nó bấp bênh, vâng, và đời sống tình cảm nó bị nhiều cái nó stress thì sống không lâu. Không phải chỉ bị tăng huyết áp đâu, có cái biến chứng của tăng huyết áp. Ví dụ như là nhồi máu cơ tim xảy ra sớm. Cho nên là tôi thấy cái đời sống của cá nhân rất quan trọng. Vâng, xin cảm ơn hai vị chuyên gia. Thưa quý vị và các bạn, ước tính hiện nay Việt Nam có gần 13 triệu người tăng huyết áp. Tuy nhiên, chỉ hơn 50% số người mắc bệnh được phát hiện và 50% trong số phát hiện được điều trị, quản lý. Kiểm tra huyết áp thường xuyên là biện pháp quan trọng nhất để phát hiện sớm bệnh tăng huyết áp. Ngoài ra thì duy trì chế độ ăn uống hợp lý, duy trì cân nặng lý tưởng, tích cực giảm cân nếu như bị quá cân, hạn chế uống rượu bia, ngừng hoàn toàn việc hút thuốc lá hoặc là thuốc lào, tăng cường hoạt động thể lực ở mức thích hợp, tập thể dục, đi bộ, đi xe đạp hoặc là vận động ở mức độ vừa phải, đều đặn khoảng 30 đến 60 phút mỗi ngày, tránh lo âu căng thẳng. Thì đây vẫn là những biện pháp tốt nhất để phòng ngừa tăng huyết áp. Và cùng với những chia sẻ của hai chuyên gia là giáo sư Khải và bác sĩ Đạt trong chương trình ngày hôm nay, thì chúng tôi hy vọng rằng quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về căn bệnh tăng huyết áp và có biện pháp phòng ngừa tốt nhất căn bệnh này. Và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.